thực hiện đề án 1956 của Chính phủ về hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Năm 2021, tỉnh Yên Bái được hỗ trợ trên 13 tỷ, trong đó ngân sách trung ương trên 8 tỷ 200 triệu đồng, ngân sách tỉnh là trên 5 tỷ, hỗ trợ cho gần 14.000 người lao động. Với 73 ngành nghề, trong đó có 30 nghề nông nghiệp và 43 nghề phi nông nghiệp, đề án đã đào tạo nghề cho gần 14.000 người, trong đó trên 1.200 người có trình độ cao đẳng trung cấp gần 2.000 người, đào tạo nghề dưới 3 tháng gần 7.000 người. Qua các lớp đào tạo nghề đã giúp cho gần 6.000 người có việc làm, gần 120 lao động nông thôn thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, tạo điều kiện cho gần 110 hộ gia đình có người tham gia học nghề thoát nghèo, gần 400 hộ trở thành hộ có thu nhập khá. Nhờ đó tỷ lệ qua đào tạo nghề của tỉnh đạt trên 60%.